Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món canh chay nấu với rau răm các bạn nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình chay chay. Mình đã mua chỗ này là 1,5 kg. Nếu mà nhà mình nói luôn các bạn nhé, nếu mà nhà các bạn có con nhỏ ấy, mà hay đổ mồ hôi trộm, tức là hay ướt là mồ hôi nó ra ở gáy hoặc là lưng khi các con ngủ ấy, thì các bạn nên mua chay chay màu như thế này. Thì ăn nó sẽ hết cái đổ mồ hôi trộm miếng nó ra, thì là nhiều lúc trẻ con mà đổ mồ hôi ra như vậy người lớn không biết đấy, thì nó lại sẽ lại ngấm vào người làm cho trẻ con hay bị nóng sốt hoặc là bị nhiễm lạnh các bạn ạ. Nên là nên mua chai màu này thì ăn có trẻ con tốt hơn. Nhà mình có trẻ con nên là mình mua chai chai màu như thế này. Các bạn ngâm cho mình trong nước muối hoặc nước vo gạo hoặc nước ớt nhé, thì khoảng độ 3 đến 4 giờ. Đây mình đã ngâm trong nước vo gạo rồi, sau mình lại nước ớt rồi, mình cuối cùng mình lại làm nước muối đấy để cho nó sạch. Mình phải thay nước liên tục, tức là mỗi giờ chúng ta thay nước một lần đấy thì nó mới sạch, chứ còn đâu mà mình mà ngâm từ đầu đến cuối chỉ vẫn nước này thôi thì nó vẫn quanh quẩn không được sạch mấy nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần chai chai này để mình luộc nhé. Khi chai chai mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nồi để mình đem đi luộc các bạn nhé. Phần xếp những con to xuống dưới. Mình cho nước vào nhé. Mình chỉ cần cho vừa nước thôi, vì chai chai nó cũng ra nước các bạn ạ. Để trong người nó ngậm rất nhiều nước. Bạn cho mình ít muối vào nhé. Khi một chai chai chúng ta có ít muối thì nó sẽ nhanh tóc chóc cái vỏ chai này đi. Các bạn sẽ thái cho mình phần hành thơm ra nhé. Cà chua các bạn bột cau. Mình dùng khoảng 2 quả cà chua nhé. Hành lá, rau răm các bạn thái nhỏ cho mình. Khi chai chai đã sôi rồi các bạn nhé, những con ở trên thì nó chưa tới nước ấy, thì mình sẽ cho xuống dưới. Mình vớt hết phần chai chai này ra nhé, và cái phần bọt này các bạn sẽ vứt bỏ đi cho mình. Để bóp hơi phần bẩn của chai chai nhé, thì các bạn dùng dao và mình đặt xuống dưới nước này. Mình khía thì là nó sẽ không bị bắn ra ngoài. Sau đó thì mình bóp sạch cái đi. Cái phần này các bạn bỏ đi nhé. Các cái đen này mình cũng bỏ hết đây.
bỏ hết cái phần đen này. Đây mình loại bỏ hết sạch đi, là mình đã được một miếng chai nhé. Sau khi làm xong nhé, thì các bạn có thể dùng kéo mình cắt ra thành những miếng vừa ăn nhé. Đây, sau khi phần thịt là chai ra xong rồi nhé, thì các bạn ướp cho mình một chút bột đa dụng hay gọi là bột canh các bạn nhé. Mình ướp khoảng độ 10 phút, sau đó thì mình sẽ nấu. Các bạn cho mình chảo lên bếp này, mình cho dầu ăn vào nhé, và mình cho hành thơm này. Khi thơm lên này, khi thơm thì các bạn sẽ cho mình phần khi các bạn xào nó săn lại nhé, như này là được rồi, và mình sẽ cho ra ngoài để mình nấu phần nước nha. Mình cho dầu ăn vào nhé, sau đó cũng cho phần hành thơm. Khi hành đã thơm lên thì các bạn cho mình cả tương. Khi cà chua đã ra màu rồi nhé, và nó đã tái rồi, thì các bạn cho mình phần nước dùng vào, nước chai đây. Mình sẽ cho nước cái phần thịt chai vào các bạn nhé, cho nó hòa quyện. Các bạn cho mình một thìa hành lêm nhé, hành lêm. Các bạn nêm nếm xem vừa với khẩu vị gia đình nhà mình chưa nhé. Nhạt lắm các bạn, còn hơi nhạt. Mình cho thêm 1/2 thìa bột canh, một chút mắm cho thơm. Và bây giờ mình sẽ cho phần hành và lá lốt răm hành. Các bạn tắt bếp có thể cho một thìa bột ngọt nhé, là tùy theo nhé, nếu các bạn không thích thì thôi nhé. Đấy, thành phẩm của mình là nồi canh chai đấy ạ. Món canh này thì rất mát và bổ dưỡng các bạn ạ, dễ ăn, không sợ chúng ta bị béo gì cả, thơm ngon. Nhất là nhà mà có trẻ con, khi bị đổ mồ hôi trộm thì ăn món này là rất hợp. Đấy. Với 1,5 kg chai, và mình đã dùng 2 quả cà chua, 1 ít hành thơm, răm, hành lá các bạn ạ, là các bạn đã có bát canh chai cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.
Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon, bổ dưỡng.